Xin chào các bạn, hôm nay Đức sẽ giới thiệu video về mẫu đồng hồ tiếp theo trong series kỷ niệm 20 năm về cảm hứng đến từ các công trình kiến trúc của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Bido và cụ thể là dòng Matifort. Như thường lệ thì các mẫu đồng hồ đặc biệt trong series này đều sẽ sở hữu một chiếc hộp với đồng xu trang trí mang chính hình ảnh của công trình thiết kế mà chúng lấy cảm hứng. Cụ thể thì đây là cầu cảng Sydney ở Australia. Matifort thì là sản phẩm được Bido ra mắt cách đây gần 90 năm, tức là năm 1934, với định vị là một dòng đồng hồ có khả năng là siêu bền với việc chống nước, chống sốc và chống bụi cực tốt. Chính vì vậy nên là khi lựa chọn cảm hứng kiến trúc cho Matifort hiện đại thì Bido cũng đã lựa chọn công trình mang tính là vững chãi, biểu hiện cho sức mạnh và khả năng chế ngự thiên nhiên. Đó chính là cây cầu nổi tiếng Bắc qua vịnh Sydney, được xây dựng bởi người Anh vào năm 1923 và hoàn thành năm 1932. Cùng với nhà hát Opera Sydney thì cầu cảng Sydney Harbour Bridge là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Úc, quốc gia thừa hưởng nhiều giá trị từ thời thuộc địa của đế quốc Anh. Đặc trưng của cây cầu này đó là nhịp chính được nâng đỡ bởi một khung thép cong được tạo nên bởi những thanh dầm cực lớn. Hai phía đầu cầu là bốn trụ cột bằng đá với hình dáng bề thế và vững chãi. Những chi tiết này đều được Bido thể hiện qua các mẫu đồng hồ của chúng ta. Những cột trụ này thì được hình tượng hóa cho bộ kim Obelix ở vị trí trung tâm. Những thanh thép khổng lồ thì được đặt dọc theo không gian của mặt số và nổi bật lên trên đó chính là hình ảnh của cây cầu biểu tượng. Hình ảnh này thì đồng thời cũng sẽ được thể hiện ở mặt đáy của đồng hồ. Ở bên cạnh đó thì chúng ta vẫn sẽ có một mẫu Matifort với đúng chất đồng hồ đa dụng, đó là bền bỉ, chắc chắn và đầy đủ về mặt công năng. Ở đầu tiên thì là mặt số đơn giản, bố cục kinh điển, hài hòa với lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm cả lịch thứ nữa. Các kim thì ở vị trí trung tâm và bộ cọc số thì dài đều xung quanh. Tất cả những chi tiết này thì đều sẽ được phủ dạ quang với diện tích lớn để cho hiệu quả xem giờ trong bóng tối cực tốt. Và dạ quang này thì có màu xanh rất nổi với nền mặt số màu xám. Tiếp theo thì đó là mức độ chịu nước 10 ATM cho phép chúng ta có thể sử dụng khi đi bơi, cùng với bộ dây thép không gì kiểu Oyster, chắc chắn sẽ đem lại một cái cảm giác tự tin mạnh mẽ cho người đeo. Đó đều là những tính chất của một daily watch, những chiếc đồng hồ mà bạn có thể đeo hàng ngày, phù hợp với nhiều hoàn cảnh và các trang phục khác nhau. Kết hợp với nét đặc trưng đến từ cảm hứng kiến trúc thì đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời, dù là để sử dụng thường xuyên hay là mang tính sưu tầm khi chỉ có 1.932 chiếc được bán ra trên toàn thế giới. Duy Anh vinh dự là nhà bán lẻ chính thức lâu năm của Bido tại Việt Nam và vì thế thì luôn được ưu tiên với những sản phẩm giới hạn và các phiên bản đặc biệt. Ở bộ máy được sử dụng trên mẫu này thì vẫn là caliber 80, movement quen thuộc của thương hiệu Thụy Sĩ với đầy đủ khả năng lên có tự động, lên có tay, dừng kim dây chỉnh giờ cũng như là thời lượng chữ cót lên đến hơn 3 ngày. Với đường kính vỏ là 42mm thì đây sẽ là một mẫu đồng hồ có kích thước trung bình. Chu vi tay khuyến nghị mình đưa ra là khoảng 16cm trở lên. Sản phẩm thì đang được bán chính hãng tại hệ thống đồng hồ Duy Anh với đầy đủ chế độ bảo hành chính hãng quốc tế của Bido mà chỉ đồng hồ thật mới có. Bên mình rất hân hạnh được đón tiếp các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.